mỗi lần thì bán số nuôi con, bây giờ bệnh nằm chỗ con nuôi. Nhà thì được tặng năm 2014. Trong nhà thì không có vật dụng gì quý giá, chỉ có được cái chiếc tivi cũ kỹ và cái bàn buffet. Với phương tiện đi lại của hai cha con á, thì được hai chiếc xe đạp rất là cũ kỹ nha các bạn. Xe đạp thì để chú dành lúc trước chưa bệnh thì để dành đi bán vé số. Xin chào các bạn đã xem kênh nha. Để tiếp tục với chương trình thì tôi cũng đi quay và chia sẻ cho mọi người cùng xem cái một cái gia đình của cái chú cũng rất là khó khăn nha các bạn. Là chú đó sống cũng bị bệnh tật gì đó mà gia đình thì cũng rất là khó khăn. Nhà thì do nhà nước cất nha các bạn. Đây là nhà của chú Võ Hùng Anh, khu vực Thuận An, ngoài phường Thuận An, quận Thốt Nốt nha các bạn. Dạ chú ơi, cho con hỏi là chú năm nay là nhiêu tuổi chú? Sinh 1986, Không không, 55 tuổi. chú là năm nay 55 tuổi ha. À, 55 tuổi. Dạ chú mà bệnh gì vậy chú? À, bệnh lao phổi. Dạ chú bệnh lao phổi ha. À. Dạ chú thì chú sống với ai vậy chú? Vậy có hai cha con à. Dạ chú sống với con gái ha. À. Dạ thì thường ngày thì chú làm gì để sống chú? Mỗi lần thì bán số nuôi con, bây giờ bệnh nằm chỗ con nuôi. Dạ con gái chú là năm nay nhiêu tuổi rồi chú? 16 tuổi. Dạ 16 tuổi ha. Hôm nay tôi không đến, cũng không có gì nhiều, không muốn gửi cho chú ít tiền, chú mua thuốc chú ha, À, có bộ cũng được đấy vậy, mà phải mau rồi như tiếp buôn bán mình tiếp cho con gái ăn học, nó rất à. là ăn học ha, và chúc chú nhiều sức khỏe. Đây là hoàn cảnh của chú Hùng Anh nghe các bạn, rất là khó khăn. Con là năm nay con nhiêu tuổi? Dạ con 16 tuổi. Dạ con 16 tuổi ha. Con còn đi học gì không? Dạ mới nghỉ 2-3 tháng này. Dạ mới nghỉ 2 tháng này để chăm cho chú đấy ha. Thì chú bệnh gì thì hàng ngày thì con chăm sóc chú làm sao? Như là chú có khỏe mạnh, nhau ăn cơm đầy đủ không? Như là chú có chẳng hạn như là chú bị bệnh là chú có uống thuốc hàng ngày không? Dạ có uống tới 9 tháng rồi. Dạ uống tới 9 tháng ha. Chú bị bệnh lâu, hỏi là bị lâu chưa? Cỡ 5 tháng, tháng này nữa là tháng thứ 5. Dạ. Chú thì chú bệnh lao phổi, còn con thì lúc trước là con đi học ha, đi học là rồi thấy chú bệnh rồi nghỉ ở nhà chăm sóc cho chú ha. Dạ lúc mới bệnh thì vẫn còn đi học này kia tới mà khoảng chừng tháng 1 tháng sau mới nghỉ. Con thì con học trường nào? Dạ trung học cơ sở Thuận. Thì cũng như là con có mong ước gì gì không? Như là còn muốn cho chú hết bệnh để đi học lại không? Dạ có. Thì đây là hoàn cảnh của chú cũng rất là khó khăn nha các bạn. Thì gia đình chỉ có hai cha con thôi. Cha thì bệnh nên là cũng không có kinh phí để lo cho con. Thì chú thì năm nay thì cũng già rồi mà mình bị bệnh lao phổi nữa đó các bạn. Thì hoàn cảnh cũng rất là tội nghiệp nha các bạn. Thì chú hàng ngày là chú làm gì để sống chú? Bán số. Dạ chú bán vé số à. À. Rồi một ngày thì chú bán được bao nhiêu tấm vé số? Lúc trước thì bán rồi, lúc rồi bệnh lao bây giờ nằm con nuôi. Là nằm không ha. À. Rồi mình lấy tiền đâu mình sống chú? Mà mới có mấy cô mấy gì nữa Dạ. cho tiền mua cá mắc đồ ăn, có Dạ. gì ăn cái đấy. Dạ. Dạ con thấy chú là có một mắt là nó bị Hương con này. hư còn ha, hư lâu À. chưa chú? Hư 3 năm rồi. Dạ 3 năm ha. À.
Rồi chú vậy là chỉ còn thấy đường con mà cái con nó thấy sáng không chú? Uống thuốc rồi từ uống thuốc bệnh lao giờ nó mờ dữ lắm. Dạ nó mờ ha. Thường thì chú có đi khám bệnh thường xuyên không? Đi khám thường xuyên à. Rồi con ráng khám còn hết bệnh còn đi học. Dạ rồi. Đây là nhà của chú nha các bạn. Nè, hoàn cảnh thì cũng rất là khó khăn. Chỉ có hai cha con thôi, nhà thì không có cái vật dụng gì quý hết á. Để mình quay vòng vòng nhà cho các bạn cùng xem nha. Đây là trong nhà của chú nè. Đó. Thì đây, nhà thì không có gì chứ, rất là khó khăn nha các bạn. Đây là hoàn cảnh của chú rất là khó khăn nha các bạn. Con nếu con mà có một cái điều ước gì đó thì con ước như thế nào? Dạ là con ước cho cha con hết bệnh để bán số kia lại con đi học. Dạ, điều ước đơn giản thôi ha. Dạ. Có điều ước, có ước là sau này con lớn lên thì con làm gì không? Dạ con ước con lớn lên con làm luật sư. Làm gì? Luật sư. Luật sư ha. À, đây là một cái ước mơ nhỏ nhoi của một cái cô nữ sinh học lớp 9 nha các bạn. Vì hoàn cảnh khó khăn nên là phải nghỉ học về nhà để chăm cha đó. Thì mọi người thấy xem hoàn cảnh thì có lòng hảo tâm nhớ giúp đỡ chú để cho chú có tiền chữa bệnh và mau hết bệnh để cho bé có thể đi học lại để sau này thực hiện được cái ước mơ của mình nha các bạn. Chú thì chú có thường đi khám bệnh thường xuyên không chú? Có đi khám bệnh xuyên. Dạ, sức khỏe của chú giờ thấy cũng ổn không hay là giờ nó còn uống thuốc hoài tới 5 tháng nữa. Dạ uống thuốc 5 tháng nữa hả chú? À. Dạ. Thường là cái kinh phí mà để sinh hoạt cho hai cha con á là do như là Mạnh Thường Quân giúp đỡ hay là do gia đình mình chị em cho ha. Dạ chú thì có mấy cái anh em lận gia đình mình á có mấy người anh em lận? Sáu ha. Rồi có thường đến đây để thăm chú không? Dạ, mấy người kia thì gia đình cũng khá giả không chú? Cũng mà ăn có xài vậy thôi à chứ không... cũng không có ấy ha. Dạ. Thì cô chắc mất cũng lâu ha chú? Dạ, gần 6 năm. Dạ, mẹ của con là mất gần 6 năm rồi ha. Dạ. Chỉ có hai cha con là sống từ đó giờ luôn đấy ha. Thì em có đi làm gì chứ phụ cho chú không? Dạ không, tại vì về nuôi cha đâu có đi đứng hay kia được đâu. Cha là chỉ có nằm và ngồi được, có đi đâu vòng vòng như là mình đi vòng vòng được không? Dạ đi vòng vòng trong nhà được này kia để sinh hoạt thôi chứ không có đi xa này kia được. Là bởi vì con nên là không có đi đâu để mà làm để phụ cho cha được ha. Thì con cũng mong là cho cha mau hết bệnh, đặng cha có đi làm, đặng con có đi học lại đấy ha. Đây là bé con của chú cũng rất tội nghiệp nha các bạn. Thì hoàn cảnh của gia đình cũng rất là khó khăn. Nếu Mạnh Thường Quân nào có lòng hảo tâm giúp đỡ thì có thể liên hệ với mình nha. Thì nhiều khi cho hỏi chú rồi như nếu mà mấy cái Mạnh Thường Quân đó muốn giúp đỡ chú á thì có thể liên hệ bằng cách nào chú? Số điện thoại á. Mà liên hệ sao con, như là người ta có lòng hảo tâm giúp đỡ á, liên hệ với con hay sao? Liên hệ với chú thì tại con cũng không rành về vấn đề. Vậy ha, miễn có gì mà giúp đỡ thì có thể liên hệ với mình nha các bạn. Tại vì gia đình thì cũng không có ai rành về cái mạng xã hội hay là cũng không có học cũng không có điện thoại nữa, nên là các bạn có thể liên hệ với mình thì mình có thể đến và trao quà cho chú nha. Thôi thì cũng cuối clip này tôi cũng xin chúc cho mọi người có nhiều sức khỏe ha, và con cũng chúc cho chú mà mau hết bệnh nha chú, và với bé gái thì có nhiều sức khỏe để chăm cho chú ha. Và mong chú có hết bệnh để cho con có thể tiếp tục mà đi học lại.